Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Cuối kỳ chuyển nhượng hè 2019, Romelu Lukaku chia tay Man United để gia nhập Inter Milan. Trên thực tế, sẽ có rất ít fan hâm mộ Man United cảm thấy tiếc nuối về sự ra đi của Lukaku. Thành tích ghi bàn kém cỏi trong những cuộc đối đầu với các đội top 6 của Anh là nguồn gốc của mọi sự thất vọng và cả những dấu hỏi lớn. Xét chính thức đo về thành tích ghi bàn của Lukaku tại bóng đá Anh, con số 15 bàn thắng ghi được sau 45 trận cả mùa giải 2018-19, dù cho đây là một con số không phải thảm họa, thì cũng là thành tích tệ nhất của Anh kể từ sau mùa giải 2012-2013 đầy đột phá. Năm đó, Lukaku ghi được 17 bàn, góp công lớn giúp West Brom kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Premier League, một thành tích không ai ngờ đến. Từ Hawthorns đến Old Trafford, tổng số bàn thắng của anh ghi được là 129 bàn sau 262 trận trên mọi đấu trường. Từ khi chuyển đến Everton vào mùa giải 2013-14 cho đến cuối mùa giải đầu tiên của anh trong màu áo Man United vào năm ngoái, số bàn thắng mà Lukaku ghi được luôn tăng dần đều qua từng mùa giải. Với tổng số 113 bàn thắng ghi được tại Premier League, Lukaku đã được xếp đồng hạng với Ian Wright, vị trí thứ 19 trong top những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu này. Và thành tích này càng trở nên ấn tượng hơn khi biết rằng anh đã đạt được nó khi chỉ mới 26 tuổi vào tháng 5 vừa qua. Năm ngoái, Lukaku đã trở thành cầu thủ người nước ngoài trẻ nhất trong lịch sử Premier League đạt được cột mốc 100 bàn thắng. Anh cũng là một trong 5 cầu thủ trẻ nhất làm được điều đó trong lịch sử giải đấu này, chỉ sau Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney và Harry Kane. Thậm chí, ở cùng độ tuổi này, Lukaku còn ghi được nhiều bàn thắng hơn cả Alan Shearer tại Premier League. Với thành tích ghi bàn của mình, đáng lẽ ra tiền đạo người Bỉ đã có thể nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Thế nhưng, trong khi những người khác trong danh sách trên đều được tôn vinh như những chân sút xuất sắc nhất tại Premier League, thì đối với Lukaku, người ta chỉ tập trung chỉ trích những nhược điểm của anh. Thể hình to lớn của anh luôn bị đánh đồng với hình ảnh của một cầu thủ vụng về, lóng ngóng. Một cú chạm bóng kém cỏi, mọi pha xử lý bóng lỗi của Lukaku đều thu hút rất nhiều sự chỉ trích của giới chuyên môn. Lukaku thậm chí còn bị gọi là diễn viên hài, chuyên làm cổ động viên Man United giờ khóc giờ cười. Trong mùa giải thứ hai tại Man United, đã có rất nhiều yếu tố chống lại Lukaku. Trước tiên chính là sự mệt mỏi. Lukaku có thể mới 26 tuổi, nhưng mùa giải đột phá đầu tiên của anh là trong màu áo Anderlecht khi chỉ mới 17 tuổi. Điều đó có nghĩa là anh đã góp mặt ở thế giới bóng đá đỉnh cao trong suốt một thập kỷ. Tổng số trận đấu mà anh đã chơi, gần 500 trận, một con số phi thường đối với những cầu thủ ở cùng độ tuổi. Ngoài ra, anh cũng đã ra sân 81 trận cho đội tuyển Bỉ. Vào mùa hè năm ngoái, sau khi đã ra sân 51 trận tại giải quốc nội cho màu áo Man United, anh lại tiếp tục phải tham dự một World Cup đầy căng thẳng trên đất Nga. Tất nhiên, Lukaku đã có một màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong hai trận đấu liên tiếp của giải đấu này kể từ sau Diego Maradona vào năm 1986. Và dĩ nhiên là số lượng công việc mà anh phải đảm nhận là rất lớn. Chính Lukaku cũng thừa nhận rằng, việc phải tăng cường tập thể hình để chuẩn bị cho World Cup đã làm tăng thêm những vấn đề của anh sau giải đấu này. Tại Premier League, tôi không thể thi đấu với cùng một thể hình khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Anh nói, đó là điều mà tôi đã nhận thức được ngay khi quay trở về câu lạc bộ. Tôi đã không thể chơi với một cường độ đủ lớn và thiếu đi cơ động, linh hoạt cần thiết. Do đó, về cơ bản, tôi đã phải giảm bớt khối lượng cơ bắp của cơ thể. Tuy vậy, cũng đã có rất nhiều những điểm sáng đáng chú ý trong mùa giải 2018-19, đặc biệt là cú đúp mà anh lập được trong cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain vào tháng 3. Nhưng chấn thương gân kheo lại là vấn đề tiếp theo cản bước tiến của Lukaku, để rồi sau đó buộc anh phải ngồi ngoài trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải. Những vấn đề về thể lực và thể hình của Lukaku lại càng khiến cho những lời chỉ trích hướng vào anh xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng sự chuyên nghiệp của anh là một phẩm chất mà không ai có thể nghi ngờ. Roberto Martinez, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bỉ, đã từng ca ngợi sự khát khao và kỷ luật của anh ở Everton. Jose Mourinho cũng rất đề cao thái độ tuyệt vời của Lukaku tại Man United. Vào tháng 3, Ole Gunnar Solskjaer cũng đã lặp lại những nhận định của Mourinho khi chứng kiến anh thường xuyên tập luyện thêm trên sân tập. Ngoài ra, các đồng đội cũng rất xem trọng sự chuyên nghiệp của Lukaku. Quyết tâm cải thiện bản thân của anh ấy chính là phẩm chất mà tôi luôn nhìn vào và học hỏi. Anh ấy luôn muốn mình trở nên giỏi hơn. Chính cái tinh thần đó của anh ấy đã tạo ra sự tác động khiến cho những người xung quanh phải nỗ lực hơn nữa. Trên thực tế, khả năng săn bàn không phải là thứ duy nhất mà Lukaku có thể mang đến cho đội bóng của mình trên sân. Với thể hình của mình, anh còn đóng góp vai trò làm tường và chì mồi, tạo khoảng trống cho đồng đội. Ngoài ra, Lukaku giạt biên và tạt bóng khá tốt. Tính từ mùa giải 2012-13, anh đã thực hiện đến 34 pha kiến tạo ở Premier League,
Những trung phong duy nhất đạt được con số nhiều hơn Lukaku trong cùng khung thời gian này là Sergio Aguero và Wayne Rooney. Người làm được điều đó phần lớn là nhờ vào việc lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, không giống như những tiền đạo cắm truyền thống, Lukaku thường thi đấu hiệu quả hơn trong tư thế đối mặt với hàng phòng ngự đối phương thay vì quay lưng về phía họ. Trên thực tế, những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Lukaku lại đến khi anh thi đấu ở cánh phải, nơi mà tốc độ và khả năng càn lướt của anh có thể được tận dụng một cách hiệu quả nhất để tàn phá hàng phòng ngự đối phương trong các pha phản công. Lukaku đã từng hủy diệt Arsenal đến 2 lần từ vị trí đó, một lần ở FA Cup trong màu áo Man United vào mùa giải trước và một lần là khi còn chơi cho Everton vào năm 2014. Và anh thậm chí còn thể hiện xuất sắc hơn nữa trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bỉ và Brazil tại World Cup 2018. Hành hạ cả Marcelo lẫn Miranda và tung ra đường kiến tạo giúp Kevin De Bruyne ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Tuy nhiên, sau một mùa giải đầy khó khăn với cả Lukaku lẫn Man United, họ đã quyết định sẽ tiến bước mà không có anh. Trong lần ra sân đầu tiên cùng Inter Milan, Lukaku ghi 4 bàn thắng. Đối thủ chỉ chơi ở giải hạng 4, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy tiền đạo người Bỉ đang tìm lại niềm tin. Có lẽ, Lukaku chỉ đơn giản là không phù hợp với Man United. Không có anh, biết đâu quỷ đó sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới. Nhưng điều chắc chắn là Lukaku đã rời khỏi nước Anh với tư cách là một trong những tiền đạo mạnh mẽ nhất, xuất sắc nhất của Premier League. Anh đã bị nhìn nhận sai, bị đánh giá thấp. Song những bàn thắng mà anh ghi được sẽ luôn là một di sản mãi mãi đứng vững trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh, bất chấp có bao nhiêu năm tháng trôi qua đi nữa.